ra anh chuẩn bị lên cái cây cồng nữa. Cồng rất khủng luôn. Cái này hả? Rút rút cái này lên Cang ơi. Cây này nè, cây này rút cái sắt này nè. Mình sẽ lên cái cầm nó nằm ở trên cái quán kia tao bán. Ủa lên mình cái tột ở đây trước nha bạn. Đọt này nó bị chết nha bạn. Còn sống với tột bên kia thôi. Rồi rồi rồi. Dằn dữ lắm. Cái khô rồi nó rớt xuống rồi nó gãy.
xe. Xong cái tượng bên đây các bạn, đầu anh Tiền còn qua cái tượng bên kia, nó chết khô trên đó luôn các bạn. Ui. Đứng dưới đây nha mày. Ui. Chào. Đi chào ông bây giờ. Dưới đây. Này lỏ dưới trời dưới đây. Chào bạn. Thấy không có giờ có ngồi đi vệ sinh luôn phải không? Bấm cái nhánh này nó ngã quá nhỉ.
lên cái thực trên này nha bạn. Oh.
nằm cặp cái cầu luôn không? Nên xe qua lại rất là nhiều. Nãy bị ông quánh. Cái trong kia. Hai bà ổ luôn á chứ. Phình phình. Oh,
Gạt đi, gạt đi. Rồi. Kẹt lại luôn rồi. Máng qua cái nhánh nhỏ này nè. Rồi, rớt. Khùng. Rồi, tháo tháo con dây giục lên em ơi. Bỏ bỏ luôn đi. Bỏ một chút mua dây khác. Còn đùa con dây đó cắt chặn cho nó ngã cho nó xuống kinh luôn nha. Đứng lên đây là Vũ. Cắt góc luôn vậy. Không có ý trên này là cái mặt này ông chẻ luôn, lấy cái đầu ngặn ra luôn đó. Để cho nó chạy giò ông đứng đó ông chẻ xéo luôn luôn á. Thôi khỏi đi. Khỏi đi, tao to dài luôn rồi. Con hơi dạt cái mắt bên kia. Khỏi là dạt. Trời ơi con lặn. Để đó mình cái đó được kìa.
đứng đã đó. Chạy con bye bye.